Hello, xin chào các bạn. Lâu quá mình không làm kênh nên hôm nay mình sẽ bù đắp lại cho các bạn. Và mình sẽ báo một tin vui là mình có kênh mới. Kênh mới của mình là Shop Trúc Phương. Shop Trúc Phương thì sẽ có bán rất rất nhiều món đồ mình nhặt về. Và hôm nay mình sẽ tặng quà cho các bạn. Nhưng các bạn phải trả tiền vì đây là những món đồ trong shop. 1, 2, 3. Tên tên. Và đây đã. Đó là những món đồ đến từ shop của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Mình sẽ giới thiệu những món đồ này cho các bạn sơ qua cho các bạn hiểu nha. Và bình luận ở dưới. Nếu các bạn muốn mua gì hãy bình luận ở dưới nha. Và mình sẽ gửi xong các bạn có thể đưa tiền cho các bạn có thể đưa tiền cho nhân cho các bạn có thể để tiền trong cái bao bì rồi đưa cho chưa bác đại xế. Mình sẽ gửi địa chỉ nhà mình sang nha. Được rồi, bắt đầu giới thiệu nào. Let's go. Món đầu tiên là whisky nhỏ. Whisky nhỏ thứ nhất nè, ten ten. Cũng chậm tăng nhé. Whisky này là whisky hình kem. Ở trên đây có trang trí vài hộp kẹo nè. Whisky này mình nghĩ cũng tầm được. Mình nghĩ là mình bán được có 15.000. Nếu bạn thích hãy đến đây mua nha, ủng hộ. Nếu bạn nào thích cái whisky kem này hãy đến đây và mua ủng hộ mình nha. Whisky tiếp đến là cũng đầu whisky là cũng là whisky chuối. Whisky chuối này cũng giống như là whisky kem ấy, 15.000. Và whisky đẹp thích mình rất thích nhất nè. Hello Kitty. Hello Kitty dễ thương không? Cũng 15.000 luôn. Và whisky này cũng 15.000 luôn. Whisky trái dâu. Rồi, whisky nhỏ đã mình đã giới thiệu xong, bạn nào thích thì bình luận nha. Để whisky tiếp theo. Tan tan. Đây là whisky, những whisky tiếp theo mình đang còn nè. Và whisky tiếp đến đó là whisky bánh. Bánh bạch gọt giống như là bánh sinh nhật nhưng ta chặt ra còn lại một miếng nè. To không các bạn? Whisky này mình nghĩ chắc cũng mình bán giá rẻ chắc bạn là 35.000 đồng. Người ta thường bán 100 mấy nhưng mình giảm cho các bạn là 35.000 đồng. Chỉ còn lại là 35.000 đồng thôi đấy. Whisky tiếp theo là whisky đẹp nhất cửa hàng mình. Đó là whisky bánh kem 7 sắc cầu vồng. Các bạn thấy kỳ lạ không? Ở đây có nó gọi là bánh kem 7 sắc cầu vồng nhưng ở đây có mấy nhưng ở đây có 6 màu, còn thiếu 1 màu nữa. Thôi chắc không đủ rồi, chắc không đủ rồi, dễ hơn 1 màu các bạn. Cũng khá đẹp nha. Vì đây là whisky đẹp nhất cửa hàng mình nên whisky này là mắc hơn whisky này cũng tầm 40.000 ấy. Bạn nào thích thì mua nha. Whisky cuối cùng. Đây là mình hết whisky rồi, chỉ còn lại cái whisky này thôi à. Nó nhìn nó dơ giấy quá. Whisky này thì nó cũng to như 2 cái whisky kia, nhưng có cái thì rách một chút xíu đây nè. Vì đây là whisky cũ nên mình chỉ bán giá rẻ thôi là cũng bán giá rẻ để mình coi là cũng khoảng 25.000 đồng. Nếu bạn nào thích tất cả các whisky này thì hãy đến cửa hàng mình và mua nha. Chúng ta còn 2 món, chúng ta còn rất nhiều món đồ nữa, đó là khám phá thôi. Món đồ tiếp theo là thẻ thông minh. Thẻ thông minh này là gọi là thẻ động vật ấy. Có rất nhiều thẻ nè, ở phía sau đây, ở phía sau có chỗ trái cây, rau củ, đồ phơ và số. Cái tập tuần trước đúng không các bạn, bạn nhớ không? Cái tập trước mà các bạn Bonnie á, các bạn Bonnie học rồi búp bê dạy giáo nè. Và lúc đó là ôn thi tiếng Anh thì cũng có bộ này nè, mình đã lấy bộ này ra. Và nếu các bạn nào mua thì mình sẽ dán băng keo,
Mình sẽ lấy bộ nào có giống băng keo. Cái này bộ mình đã khui ra rồi. Tên đây những cái thẻ tiếng Anh nè. Có rất 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 nhiều thẻ tiếng Anh. Có cả bao đớp. Rồi cả sư tử, dê, rồi heo, rồi mèo. Và nếu bạn nào không thích cái bộ động vật này thì mình sẽ các bạn bình luận cho mình là muốn mua bộ gì thì mình sẽ đặt chấm chấm trong đây nè, giống như là các bạn muốn mua bộ này để học chữ và số, còn bạn muốn mua bộ này để tham khảo các rau củ. Nói chung là bạn nào thích bộ nào thì bình luận cho mình nha. Món đồ tiếp theo là bắp rang bơ. Cái này phải bắp rang bơ đồ ăn nha, mà là chỉ là bắp rang bơ rơm thôi nè boy ấy. Và cái mình đã khui ra, cái ban đầu nó trong cái hộp mình đã khui ra rồi. Nếu bạn nào mua thì mình sẽ để, thì mình sẽ lấy cái có hộp cho các bạn xem nha. Cái này là cái củ mình đã khui ra rồi. Cái này mình khui ra một cái để làm video búp bê ấy. Video lần sau mình sẽ làm video búp bê đi chiếu rạp chiếu phim, đó là cuộc sống Bonnie nha. Hãy đón xem nha. Rồi, món đồ tiếp theo. Ý mình quên, cái bắp rang bơ này thì mình bán được có 7.000 à. Bạn nào thích thì mua nha. Món đồ tiếp theo, trong đây có gì nè? Không có gì hết. Trong đây chỉ là trống không thôi à. Và mình tặng mình đây là cái hộp quà. Cái hộp quà này các bạn có thể để sô cô la tặng bạn bè nè, rồi tặng người thân, rồi tặng cha mẹ. Vì một hộp vậy mình bán được có 3.000 à. Rẻ không? Và tại shop của mình chỉ có 4 cái. Mau lên mua nha. Mua để tặng sinh nhật bạn nè, rồi mình đi du lịch về mình để quà trong cái hộp này tặng mấy người mà mình không có đi du lịch ở nhà đó, mua quà về rồi tặng cha mẹ làm gì phân phân á, nhiều thứ lắm. Tặng thầy cô giáo nè. Rồi mình nghĩ chắc này không có gì đâu. Tiếp đến nào. Tiếp theo là màu Raiden. Đây là màu nè, màu được nhiều luôn không các bạn. Đây là màu mình đã khui ra rồi, mình còn rất nhiều màu chưa khui ra nữa đó. Và nếu các bạn thích loại này thì các bạn hãy mua loại lớn. Cái loại lớn này nè có hình 1001 chú chó đớm. Và trong đây có 18 màu, còn cái hình nãy thì có 12 màu. Đây là lọ lớn, còn đây là lọ nhỏ nè. Cái lọ nhỏ này thì mình bán được 7.000, lọ lớn mình bán được 10.000. Đến ủng hộ mình nha. Và shop của mình còn bán thêm một cái ba ly. Cái ba ly này là cái ba ly mà cho búp bê tí hon đó. Hiện tại shop mình chỉ còn lại có 7 trái thôi. Mau lên mua nha. Và mình có thể để đồ trong cái ba ly này nè, để mình mở ra cho bạn xem nha. Ten tè, mình đã mở ra nè. Ten có thể để quần áo, rồi giày dép, rồi đồ trang điểm cho búp bê. Rồi trong mở lại. Và chỉ cần kéo đi thôi. Và cái ba ly này thì cùng mình bán cũng được 3.000 đấy. Và muốn giảm giá cũng hơi mắc nha, nên mình sẽ giảm lại 1.000, còn lại 2.000. Rồi, bạn nào thích đến mua nha. Tới món đồ tiếp theo nào. Ten ten. Chắc nó nhỏ quá, mình sống to cho bạn xem nha. Ten, đây là dây chuyền cho búp bê. Mình cho hãy đeo cho búp bê nè. Mình khỏi cần kéo lấy cổ mà mở cái đầu búp bê ra đâu, chỉ cần mở hai cái này kẹp vô cổ búp bê là xong. Hiện tại shop của mình có 2 cái mà thôi à, nên
nhanh chân lên nha. Một cái như vậy chỉ mới có 1.000 thôi à. Hãy đến mua nha. Và mình đã hết cái gì để bán rồi. Nhưng mình sẽ giới thiệu shop của mình cho các bạn xem nha. Vì shop của mình là một bí mật không thể bể lộ cho các bạn xem. Nhưng mình đã làm một cái shop tí hon mà y hệt cái shop của khổng lồ của mình, mà tí hon chút xíu thôi mà. Giống hệt là cái shop dành cho búp bê lận ấy. Và bắt đầu đi tham quan shop của mình nào. 1, 2, 3, let's go. Tên shop của mình nè. Đây gọi là shop tí hon nha. Đừng có trách shop của mình nhỏ ta. Mình làm cũng giống y hệt như shop của mình thật. Thật giống hệt luôn, các bạn đừng có hiểu lầm. Nhưng có cái nhờ những món đồ vật này là mình tự chế tạo ra. Ở shop của mình có đặt cái bàn ở đây nè. Đặt cái bàn ở đây để những món đồ ở đây. Và nhưng vì mình không biết cách làm bàn cho nên mình lấy đỡ nên làm cái bàn. Và cái bàn mình to lắm, cực to luôn, cho nên để rất nhiều món đồ mà mình đã nhập về để chăm sóc cho các bạn mua, lên lựa mua đó. Và shop của mình có mấy các chị nhân viên. Shop của mình có cả, để coi, làm như có 3 chị nhân viên đấy. Đây là chị nhân viên thứ nhất nè. Thấy chưa, chị ấy đang đứng ở đây và rất là bận rộn. Còn hai chị nhân viên kia, hai chị ấy thường đi ra ngoài lắm cho nên không có trong shop. Chắc chắn hai chị ấy đi đến bưu điện để lấy, đi đến bưu điện để lấy hàng. Lấy hàng rồi đem về để nhà, rồi đại đi đến bưu điện lấy hàng nữa. Vì ở bưu điện vì mình đã nhập rất rất nhiều đồ về nên mà hai chị ấy rất bận cho nên không có ở, thường không có trong shop, chỉ có mỗi chị này mà thôi. Chị này thì cái tên là chị Phương, chị Lý Hà Phương. Chị ấy họ Lý. Chị ấy họ Lý, Lý Hà Phương ấy. Còn hai chị kia là một chị tên là Ngô Phương Hồng Ngọc. Còn một chị thì tên là bé Châu. Chị ấy nhỏ lắm, chỉ làm trong shop của chị để chị cho lương nhiều nè. Chị thương cho chị ấy rất rất nhiều lương nên chị ấy rất thích shop của mình ấy. Đây những món đồ shop của mình nè. Các bạn nhớ cái này không? Cái này hồi nãy mình đã cái bóc trang burger nè, mình đã giới thiệu với các bạn. Và với dòng dây chuyền, cái dây chuyền kia mình quên để mình cái dây chuyền kia mình quên để đây nữa. Đây là cái dây chuyền thứ hai. Và shop của mình có hai cục gom bên giới thiệu cho các bạn nè. Mình nghĩ là mới có hai cục như thế này là shop của mình sẽ, thì mình giới thiệu cho các bạn thì bạn sẽ bu đông luôn. Và hai cục, chỉ có hai cục thôi mà hai cục này đã một chú ếch và một chú mèo. Thấy chưa, màu sắc của nó chả có sặc sỡ và dễ thương chút nào. Hết những món đồ dễ thương rồi nên mình sẽ đăng nhập về, chưa tới. Rồi, và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món rất hấp dẫn. 1, 2, 3. Mình quên giới thiệu cho các bạn, đây là hũ salam. Cái salam này mình tự đó, mấy bạn tưởng là hũ salam nhưng thực sự bên trong đây là gom đồ ăn dành cho búp bê. Đen đen nhiều không, mình đếm coi mấy gom nha. À cái này mình xuất ra rồi thì nó hơi lỏng thôi. Lần mình một hồi mình sẽ gắn lại. Để mình đếm là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 12, 3 nè. Có 17 cục gom. Mình nghĩ là mình sẽ bán 3 cục một lần nè. 3 cục một lần thì
ba cùng một lần sẽ mình cấp mình sẽ lấy được có 2.000 nè. À sức cho nữa khi ba cục lận mình sẽ lấy có 2.000 nè. Nếu rẻ không, nếu các bạn thích cục gì hãy bình luận ở dưới và mình giao đến tận nhà, hoặc là và các bạn chỉ cần gửi tiền về cho mình là xong. À mình còn món đồ chưa giới thiệu cho các bạn, đi theo mình. Bây giờ mình lại có một tin vui cho các bạn nữa, đó là danh sách các bạn trúng thưởng. Shop của mình còn làm thêm một danh sách. Danh sách này là các bạn nào muốn được trúng thưởng thì mình thì các bạn sẽ phải ghi tên của mình ở dưới ở ngay cái bình luận của mình. Ghi tên xong thì các bạn sẽ tự giới thiệu với bản thân mình và nhà cửa của mình. Và mình sẽ đọc cho các mình sẽ đọc thử coi các bạn nào có một cuộc sống đảm đang nè, cuộc sống giàu có, bạn nào có cuộc sống sung sướng. Nhưng thôi, bây giờ bỏ cái đó đi. Và nếu bạn nào bây giờ các bạn hãy tự giới thiệu cho mình. Nếu bạn nào muốn tham gia trò chơi bốc thăm trúng quà này của mình thì hãy ghi tên của các bạn ở dưới bình luận, rồi giống như là bảo bạn Mậu Ngọc thì ghi bạn trúc mình Bảo Ngọc, mình là Bảo Ngọc, mình muốn tham gia trò chơi bốc thăm nhận quà vậy đấy. Và các bạn nếu bạn nào muốn bốc thăm nhận quà thì bình luận ở dưới nha. Bây giờ không còn gì nói, bye bye.